dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế, mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2020, Ủy ban Nhân dân quận 1 đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành xử phạt đối với các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Nhằm thực hiện hiệu quả dịch, Ủy ban Nhân dân quận 1 kêu gọi mọi người dân hãy nâng cao ý thức phòng bệnh hơn chữa bệnh, bình tĩnh nhưng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác đối với dịch bệnh COVID-19.
Yeah.